Một chiều thôi anh ơi. Tưởng trước hai chiều. Làm gì có trước nó hai chiều. Phải có cái dự phòng như nó hỏng hay sao? Ơ trước. Hai, hai. Hai. Một túi của nó nguyên vẹn chỉ có một chiều thôi. Thế à? Em tưởng trước có hai cái. Ôi bạn. Quảng cáo thế thôi để đó thật em đi thôi. Đón khách. Mới đón khách bây giờ? Bây giờ ấy. Em bây giờ đi rồi, đang ra đi được bỏ xe, nó đang chờ rồi. Nó đang sợ muộn đấy. Lên đi, lên đi. Sáng hôm nay Việt Nam sẽ tranh tài tại cuộc thi đấu xe tăng quốc tế tại Nga. Sau đó đội tăng của quân đội nhân dân Việt Nam. Tình cối xe tăng mà nó quảng cáo ác nhỉ. Mình, em mời khăn đây là các. Đây coi. Thôi xong rồi. À, quay cho em xuống cái. Dạ. Mở cửa cho em xuống cái. Thôi ở trên này đi Bắc Cạn luôn.